hoa bằng những nét nghiêng dài khờ, bằng màu mực ngây thơ về hôm nay vẫn còn ngồi nơi đây, về mỗi điều mê say và đôi tay tôi đã lớn thế này. Vẽ thế gian bằng những nét ngang thẳng hàng, chẳng một vẻ lo toan, tôi cứ đi trên những bước chân chẳng cần nghĩ suy và toàn tin chưa. Tôi mà giữ vươn mình để vẽ lên trời cao rộng, cơn gió lộng nâng nhẹ tôi bay cao, vẽ nên nỗi nhớ cồn cao trong tim tôi. Tôi yêu em mất rồi, vẽ nên nhành hoa dại tôi cười lại cho ngày sau em ơi. Vẽ tôi đang giữa trời sao vẫn bơ vơ, cứ thế đứng ngóng chẳng phép tôi đang ở đâu. Tôi chỉ sâu vào trong cơn mê đắm, vẽ tôi đi tương lai như mây kem hạt cát của đời tôi. Vẽ tôi sang buông khơi, tôi tìm nơi nghỉ ngơi bình yên nhé. Vẽ cho tôi mặt trời để thức dậy, vẽ tôi đi tìm tôi nhìn ra đời sao như toàn tính. Vẽ những bức hoa hình với đường nét màu sắc thật một ngàn. Vẽ tôi đang ở đây và ôm nàng tôi ngát. Vẽ tôi ca điều này bằng tiếng bằng những nét nghiêng dài khờ, bằng màu mực ngây thơ về hôm nay vẫn còn ngồi nơi đây, về mỗi điều mê say bằng đôi tay tôi đã lớn thế này. Vẽ thế gian bằng những nét ngang thẳng hàng, chẳng một vẻ lo toan, tôi cứ đi trên những bước chân chẳng cần nghĩ suy và toàn tin chưa. Tôi mà giữ vươn mình để vẽ lên trời cao rộng, cơn gió lộng nâng nhẹ tôi bay cao, vẽ nên nỗi nhớ cồn cao trong tim tôi. Tôi yêu em mất rồi, vẽ nên nhành hoa dài tôi gửi lại cho ngày sau em ơi. Vẽ tôi đang giữa trời sao vẫn bơ vơ, cứ thế đứng ngóng chờ. Vẽ tôi đang ở đâu, tôi chìm sâu vào trong cơn mê đắm. Vẽ tôi đi tìm lại những mảnh ghép hàn gắn của đời tôi. Vẽ tôi sang một khơi, tôi tìm nơi nghỉ ngơi bình yên nhé. Vẽ cho tôi mặt trời để thức dậy, vẽ tôi đi tìm tôi nhìn ra đời sao nhiều thầm tính. Vẽ những bức hoa hình với đường nét màu sắc thật một ngàn. Vẽ tôi đang ở đây và âm thanh tôi ngát. Vẽ tất cả điều này bằng tiếng hát. Vẽ lên trời cao rộng, cơn gió lộng nâng nhẹ tôi bay cao, vẽ nên nỗi nhớ cồn cao trong tim tôi. Tôi yêu em mất rồi, vẽ nên nhành hoa dại tôi gửi lại cho ngày sau em ơi. Vẽ tôi đang giữa trời sao vẫn bơ vơ, cứ thấy đứng ngóng chờ. Vẽ tôi đang ở đâu, tôi chìm sâu vào trong cơn mê đắm. Vẽ tôi đi tìm lại những mảnh ghép hàn gắn của đời tôi. Vẽ tôi sang buông khơi, tôi tìm nơi nghỉ ngơi bình yên nhé. Vẽ cho tôi mặt trời để thức dậy, vẽ tôi đi tìm tôi nhận ra đời sao nhiều toan tính. Vẽ những bức hoa hình với đường nét màu sắc thật một ngàn. Vẽ tôi đang ở đây và ôm nàng tôi ngát. Vẽ tất cả điều này bằng tiếng hát. Ủa, chị Tinh Thanh, sao chị lại đây? Chị phải hỏi em câu này mới đúng chứ. Em ở đây làm gì? Con phải hỏi à? Tất nhiên là em ở đây để thu âm cho radio rồi. Mà chị chưa trả lời em, sao chị lại đây? Chị cũng thu âm cho radio mà. Em tưởng chị nghỉ hưu rồi chứ. Chị còn lâu mới đến tuổi nghỉ hưu, đừng có tưởng bở. Mà thôi, giờ phải bắt đầu chương trình rồi, không nên để các bạn nghe đài chờ lâu. Ok chị, Volunteer Radio xin chào các bạn. Chúng mình đã trở lại sau một kỳ nghỉ hè dài đằng đẵng. Mình là Giang, còn Còn mình là Thanh Ú. Đã lâu rồi không gặp các bạn. Giờ chúng ta hãy bắt đầu chương trình với bản tin tình trường nhé. Nhằm hướng lễ kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam 30/4/1975, 30/4/2015, vào trung tuần tháng 4/2015, đội sinh viên tình nguyện Học viện Quản lý Giáo dục đã tổ chức một chương trình bán sách nhằm quyên góp cho các cựu chiến binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng, Hà Nam, nằm trong chương trình mang tên Hướng về cội nguồn. Đội sinh viên tình nguyện Học viện Quản lý Giáo dục xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy cô, cán bộ công nhân viên, các bạn sinh viên trong học viện đã ủng hộ cho chương trình.
ngày 26 tháng 4 năm 2015, đội sinh viên tình nguyện Học viện Quản lý Giáo dục đã thực hiện chương trình Hướng về cội nguồn tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng, Hà Nam. Tại đây, đội đã dọn dẹp, thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ của thị trấn Ba Sao và phát quang khuôn viên của Trung tâm Điều dưỡng Kim Bảng. Đến buổi chiều, đội thực hiện chương trình giao lưu văn nghệ và dành tặng 62 xuất quà tặng các bác thương binh. Chương trình cũng đã thể hiện được tấm lòng đền ơn đáp nghĩa đối với những bậc cha anh đi trước của thế hệ trẻ ngày nay. Ngày 5 tháng 5 năm 2015, đội sinh viên tình nguyện Học viện Quản lý Giáo dục đã tổ chức chương trình Đêm màu xanh mừng sinh nhật tròn 2 tuổi của đội sinh viên tình nguyện Học viện Quản lý Giáo dục. Đồng thời, chương trình cũng là để tri ân các anh chị K5, những người đã luôn chỉ bảo, dẫn dắt thế hệ sau như chúng em. Chúng em đã được anh chị truyền lại ngọn lửa, nhiệt huyết, và chúng em sẽ tiếp tục lưu giữ nó và truyền lại cho những thế hệ sau. Mà chị thích anh này, hôm đấy em thấy chị khóc rất nhiều. Chị có thể kể lại cảm xúc ngày hôm đó cho em và các bạn được biết không? À, thì tất nhiên chị sẽ thấy buồn rồi, tại vì ngay từ khi chị mới vào đội, các anh chị là người dẫn dắt chị cho tới ngày hôm nay, chị đã trưởng thành hơn. Đến lúc phải chia tay các anh chị, thực sự là thấy rất buồn, lưu luyến và hụt hẫng. Có thể vẫn sẽ gặp lại các anh chị, nhưng sẽ không còn cơ hội để cùng hoạt động với các anh chị như trước nữa. Nói chung là cái cảm xúc của ngày hôm đấy của chị là rất hỗn độn, nó rất nhiều cảm xúc, cả vui cả buồn và cả hụt hẫng nữa. Nói chung là khó có thể diễn tả thành lời. Thế còn em, Giang, lần đầu tiên tham gia chương trình sinh nhật đội, em cảm thấy thế nào? Đây cũng là lần đầu tiên em được trực tiếp làm chương trình cùng với chị trưởng ban chương trình của nhóm đội mình. Hôm đấy em thực sự thấy rất vui. Em cũng hơi mệt, tại vì hôm đấy khá là nóng. Người em phải toát hết mồ hôi. Nhưng khi xem mọi người dẫn chương trình, biểu diễn trên sân khấu, em thấy rất vui, hào hứng. Mọi người thể hiện sự đoàn kết. Em cũng không biết nói thế nào nữa. Em chỉ biết là cảm xúc cũng không thể nói được thành lời như chị Thanh. À, em còn thấy tất cả các tiết mục ngày hôm đó thực sự hay và có ý nghĩa. Trong đó em thích nhất một kịch của chị Anh Dương, chị Kiều diễn, mà em cũng tham gia trong đấy đấy. Ừ, đúng rồi, nhưng mà cũng chỉ là thuộc hạ của chị thôi. Em nghe nói chị là đời đội trưởng đầu tiên lên sân khấu. Điều gì khiến chị có động lực để lên sân khấu biểu diễn khi đang đứng ở vị trí hiện tại? Ngay từ lúc xây dựng chương trình, chị cũng đã có ý định muốn lên sân khấu. Điều quan trọng nhất là chị muốn thể hiện tình cảm của mình đối các anh chị, để các anh chị thấy mình trưởng thành như thế nào. Và mong các anh chị sẽ vui khi thấy mình đứng trên sân khấu và nói với các anh chị như vậy. Và hơn nữa, chị cũng muốn là người truyền lửa cho thế hệ sau. Trong tim tôi có một người mang sức sống. Anh luôn luôn hé môi cười, luôn vui tươi sống yêu đời và giọng nói thiết tha ngọt êm. Một người anh trai sống rất bình dị, một người anh trai với những bài học hay, luôn ở bên nhưng số phận không mãi. Không còn tên đứa bé không cha, không còn tên đứa em mất mẹ, dùng cánh tay ôm các em vào lòng, để rồi nước mắt anh rơi khi những đứa em của mình được bước đi trên con đường thành công.
trong tim tôi có một người, có một người mang rất xa. Anh luôn luôn hé môi cười, luôn vui tươi sống yêu đời và giọng nói thiết tha ngọt êm. Một người anh trai sống rất bình dị, một người anh trai với những bài học hay, luôn ở bên những số phận không may. Không còn tên đứa bé không cha, không còn tên đứa em mất mẹ, dùng cánh tay ôm các em vào lòng, để rồi nước mắt anh rơi khi nhìn những đứa em của mình được bước đi trên con đường thành công. Không biết đến lúc các bạn ra trường thì mấy đứa đã biết bọn chị kiểu gì nhỉ? Bọn em còn dám, là vậy còn ai dám biết đầu tư cho đội nữa. Đúng là lũ này, chỉ nghĩ đến tiền thôi. Thôi quay lại với bản tin nào. Ngày 31 tháng 5 năm 2015, đội sinh viên tình nguyện Học viện Quản lý Giáo dục đã tham gia đại lễ Phật đản tại Chùa Bằng La và đại lễ diễn ra thành công tốt đẹp. Sáng ngày 1 tháng 6 năm 2015, đội sinh viên tình nguyện Học viện Quản lý Giáo dục đã hỗ trợ làng trẻ Hòa Bình tổ chức Tết Thiếu Nhi cho các em tại đây. Mong là sẽ sớm gặp lại các em trong năm học mới này. Đến tối ngày 1 tháng 6 năm 2015, đội sinh viên tình nguyện Học viện Quản lý Giáo dục thực hiện chương trình Chắp cánh ước mơ cho các em nhỏ tại khoa nhi và khoa ngoại của Bệnh viện Tim Hà Nội. Tại đây, đội đã kể chuyện, hát cho các em nghe và trao cho các em các phần quà. Đặc biệt, các em nhỏ đã viết những ước mơ của mình lên giấy rồi buộc vào bóng bay với ước muốn ước mơ của các em sẽ trở thành hiện thực. À mà Giang, chị nhớ hôm đó em có kể một câu chuyện cho các em nghe, câu chuyện nước mắt cá sấu đúng không nhỉ? Vậy cảm xúc của em khi kể chuyện cho các em nhỏ như thế nào? Lúc đầu thì em cảm thấy khá là run và lẫn sự hồi hộp vì em sợ khi em kể chuyện thì các em ấy lại không thích. Nhưng khi đã kết thúc câu chuyện, em lại thấy vui hơn khi thấy các bé cười tươi như vậy. Em thực sự rất hạnh phúc khi đã mang lại niềm vui, niềm tin vào cuộc sống cho các em. Mà hôm đó chị cũng có nhiều cảm xúc đúng không? Ừ, tất nhiên rồi. Trong lúc làm chương trình thì chị cũng khá là căng thẳng. Tại vì do một số điều kiện hoàn cảnh không cho phép nên chúng ta không thể làm chương trình diễn ra như dự kiến. Và đến khi về nhà, lên album trên phép độ của mình xem những bức ảnh đã được chụp ngày hôm đó thì có một bức ảnh thực sự làm cho chị xúc động. Nếu em để ý kỹ thì em sẽ thấy một bức ảnh một người bà ôm một đứa cháu, và trên khuôn mặt của bà đã có những giọt nước mắt lăn dài.
Chị có thể nói rằng bất cứ ai nhìn vào bức ảnh đó đều thực sự xúc động. Có rất nhiều cảm xúc khó có thể diễn tả thành lời được. Nhưng bức ảnh đó làm chị có thêm nhiều ước mơ hơn, nhiều mong muốn hơn, muốn thực hiện được thật nhiều chương trình như vậy để mang lại niềm vui cho các em và giúp những ước mơ của các em trở thành hiện thực. Chị cứ yên tâm đi, chúng em sẽ cố gắng thực hiện nhiều chương trình ý nghĩa hơn thế nữa. Và đó cũng là tin tức cuối cùng trong bản tin ngày hôm nay. Chúng ta hãy cùng nhìn giải lao trong ít phút nhé. Oh yeah! Cho con.
Thanh này. Không biết các anh chị ra trường giờ ra sao nhỉ? À thì chị nghĩ chắc hẳn đa số các anh chị cũng tìm được con đường đi riêng cho mình rồi. Không biết 3 năm nữa em sẽ ra sao đây? Em vẫn chưa tìm được con đường riêng cho chính mình. Ừ, vậy thì bài viết hôm nay sẽ hợp với em đấy. Mời các bạn cùng lắng nghe bài viết Những con chim trong lòng. Hồi học đại học, tôi có học lớp giáo sư Lan. Bà ấy rất nghiêm khắc, lại cận nghèo nên sinh viên nào cũng ghét. Nói chung, chuyện người học ghét người dạy là rất thường, chứ người dạy ghét người học lại hiếm. Hầu như thầy cô đều nói một câu như thế này: bây giờ các em ghét tôi, nhưng sau này ra đời các em sẽ cảm ơn tôi. Nhưng theo tôi thấy chẳng có đứa nào quay lại để cảm ơn bà ấy nữa. Ra trường tất bật đi xin việc, tất bật lo lấy lòng người khác, tất bật lo đặt đồ đứa này leo lên đầu đứa kia. Giết rồi cũng chẳng nhớ mình là ai, có gì có thời gian nghĩ tới bà ấy. Hồi học đại học, tôi có học chung với nhỏ kia tên Châu. Nó người dân tộc, da đen nhẹp, tóc khô queo, mặt đường câm, ai nói gì cũng ừ hoặc lắc. Nói: thôi, để tôi tập trung nghe chán. Đến đặt áo lớp hay chụp hình tốt nghiệp, nhà cũng không ý kiến. Ai biểu nộp tiền thì đưa, hoạt động đoàn thể gì cũng trốn tránh. Và nói: tôi mất học rồi. Đến cái cổ áo đi học cũng vò không sạch. Nói chung dưới con mắt của một thằng con trai yêu người đẹp thì nó rất phản cảm. Bù lại, nó học rất giỏi, cực kỳ giỏi, cuối năm bằng khen ôm một sấp. Hất mặt bước qua mấy đứa ăn mặc xinh điệu, thường đêm nó ra mua vui cho giờ học bớt căng thẳng. Hồi học đại học, tôi quen với một thằng kia, nó tương tuần, hai đứa chơi cùng thân. Tính bên này cũng thương dạng kỳ quá, tại vì nó rất đông, đi đâu thấy nó là cây trùng trồng. Tụi bạn nói: Tuấn ơi, nhắc mày rồi đấy con ạ, không ai bằng mày nữa đâu. Nghe vậy khoái lắm, cũng chính nó bày trò chồng ngoái con trâu. Vốn không có ác ý, chỉ là được tung hô quá, đâm ra suy nghĩ ấu trĩ. Vậy à, cứ vui chút đỉnh vậy thôi mà. Không ngờ những đứa khác hứng quá, bày trò ác liệt hơn. Thế vậy, nó cũng ánh náy mà gặp cái con trâu này, cứ dửng dưng như không, chập lưỡi. Thôi kệ, chẳng cũng thật sao. Một ngày nọ, nó nói: tao cô đơn quá. Tôi hỏi sao cô đơn, tính ra những đứa tao chơi chung chẳng có nào hiểu tao. Tôi nói, sống trên đời, kiếm người lắng nghe mình đã khó, kiếm người nghe rồi còn hiểu mình còn khó hơn. Nó nói: vậy hả? Nhưng mà tao thấy trên TV, trên báo, cứ rủ ra đọc là thấy nghệ sĩ này, ca sĩ kia, viết tâm thư, tâm sự, tâm tình, bùa xua cả. Mấy người đó, có nhiều người lắng nghe vậy hả? Ừ, thì họ là người nổi tiếng, còn mày là thằng rùi bu trên đất mắt quét, lấy gì ra xanh với họ? Nó lắc đầu. Mấy thằng bạn tao đi chung chưa chắc thằng nào chịu ngồi nghe tao tâm trạng. Họ lại đi nói với những người họ chẳng biết là ai, ở đâu, có đông bà nào, ngồi trước nhà vừa nhai cơm vừa bằng con mà họ gọi là công chúng. Công chúng chỉ thưởng thức tài năng của họ, chứ không biết họ là ai, cũng chẳng quan tâm con người thật của họ như thế nào. Họ cũng chỉ dám khoác áo khi đứng trên sân khấu, về nhà thì phải cởi ra. Ai ngồi đâu ngồi trên truyền hình cởi suốt nửa tiếng. Tôi hỏi: mày nói với tao về chuyện đấy để làm gì? Nó bảo: tao lỡ làm con nhỏ có tha rồi mẹ. Tôi chừng sốt: con nào? Con nhỏ Châu. Nghe mà buồn ruột tới chân. Thằng nhỏ kể: mày nghĩ đi, tao xinh trai như vậy, ăn mặc ngô đen như vậy, con nhỏ như vậy, như vậy sao mà xứng được cơ chứ? Bữa đó tao uống xì ở trong quán, bừng đời rớt mất hai môn, chẳng nghi với đứa nào thì xấu hổ. Chủ hợp thay nó làm thế mà quán lắm. Tao nghĩ con nhỏ này lạ, nó mà cũng chịu mất thì giờ là thì có cái gì ngoài học. Thậm chí ta tưởng tượng đi đi vệ sinh chắc nó cũng cầm theo cuốn sách, nhưng nghĩ kỹ thì cũng vì cái cuộc đời mình quá rắc rối mà thôi. Sao chắc người có chút hơi men tao lại gần bắt chuyện với nó. Ban đầu nó chẳng đếm xỉ gì tới tao, thế là tao vừa uống rượu vừa lên nhà đá nó đến sớm. Đến sáng hôm sau tao ở trong một chỗ của nó, còn nó bên cạnh ngày như sớm. Tao chẳng nhớ chuyện gì, chỉ biết là cảm giác lúc đấy rất là kinh khủng. Tao chúng nói như chúng nợ, mà nợ thật. Hên sao nó cũng không có vẻ muốn nói chuyện với tao. Lớp vẫn chăm chú nghe giảng, mắt nhìn thẳng chỉ đảo qua đảo lại trong một góc 30 độ. Băng đi một thời gian, mấy hôm trước nó đến bảo: tao ơi, cấp 2 rồi, anh đỡ tính gì cho tính. Tao sợ quá này, vào cấp 6 mới rút rè thôi, thế có phá được không?
Nó bảo lớn quá, đã dị không cho phá. Tớ dịch lên cấp 12 rồi, sao giờ này mới nói? Cô là con gái, ngay từ khi tách kinh phải biết ấy. Sao mấy cái này, mà người ngày quá vậy? Nhỏ, cho tao bạt tai, oa lên khóc rồi chạy đi. Tao cũng chẳng đuôi theo thì sao quá. Cứ đứng chơi ra ở đó, suy nghĩ đầu tiên của tao là sợ bị mọi người biết. May mà lại với con trâu, nào cũng chụp, ủ ao lên. Còn tao, thằng vô tâm, bắt nó đi phá. Thế rồi tao đi hỏi mấy thằng thân nhất, chỉ nói tao lỡ là một đứa mang bầu rồi mẹ. Chứ nói con à, tụi nó nói mày, nói với tao là gì? Còn không máu dẫn nó đi phá, hay mày cứ chối đây đây? Không phải mày làm là xong, con nào giúp sinh con mà không có bố chứ. Tao bảo, vậy tụi mày cho tao mượn ít tiền lo cho nó. 10 thằng thì cả 10 vị cớ không có tiền. Tao nói tao không quỵt mày đâu mà sợ, sau này tao sẽ trả. Tụi nó nói tao có sợ mày không có tiền trả cho tao, chỉ là tao không có tiền lực bất tầng tâm thôi mẹ. Hay là mày mượn nữa thằng ai, thằng B, con C, thằng Z gì đó đi. Tao thấy nó vừa sửa xe mới chắc có tiền. Lên thằng A, thằng B, thằng C, thằng Z. À, thì đúng là tao sửa xe mới, nhưng tao tiêu vào đó hết cả rồi, làm gì có đâu cho mày mượn. Tao còn đang định mượn lại xe mày nè. Tao nói vậy hả? Thôi mày không có thì tao về, tụi mày không có thì tao về. Sau cái đó không có đứa nào dám nhìn thẳng mắt tao nữa. Tụi nó cũng hay bắt chuyện với tao như trước, không còn nó. Tao ngơi nhét mày rồi đấy con ạ. Tôi khuyên nó, mày nên có trách nhiệm với Châu. Mày nên để con mày ra đời không có bố, đừng để Châu nó phải sự chịu sự nghệ lệnh của người đời. Nếu sau này may mắn đi đường thầm hiểu chuyện thì không sao, nhưng nếu không, mày đã làm tan nát của đời nó, của hai con người đấy. Dù sao lấy người mình lỡ dại vẫn dễ hơn là lấy người lỡ dại với thằng khác. Chuyện yêu đương mà có quan trọng thế không thì cũng chỉ là cuộc sống chung dưới một mái nhà, ngủ chung một giường, nuôi chung một đứa trẻ. Sau này thấy không hợp nhau vẫn có thể chia tay, nhưng lúc này nó cần mày, Tuấn ạ. Sợ nó kinh khủng thế nào, nó cũng chỉ là một đứa con gái. Hơn nữa, nó chịu để mày sờ tay lên người nó thì chắc cũng có tình cảm với mày. Mày là thằng đàn ông thì nên chịu trách nhiệm những gì mày đã làm. Nó cúi mặt không đáp. Một tháng sau, tin thằng Tuấn cưới con Châu, một con nhỏ người dân tộc xấu đuôi, xấu đớn, được chuyển đi nhanh như diều gặp gió. Mấy đứa đưa tin là những đứa chơi thân. Thằng Tuấn bỏ học đi làm thợ hồ, con Châu bảo lưu kết quả, nghỉ một năm ở nhà sinh con. Năm sau lại thấy vác cặp đến trường, mặt vẫn lãnh hếch lên, mắt nhìn thẳng chỉ đảo qua đảo lại trong một góc 30 độ. Mặc mọi điều tiếng, nó vẫn bình thường như thể chẳng liên quan gì đến nó cả. Thằng Tuấn thì xấu hổ chẳng bao giờ dám đến đón vợ tan học. Dòng dã, rồi cũng đến ngày ra trường, thế nào mới gọi là xã hội? Vậy, nó là đây. Đọc lại những dòng này, tôi thấy thật xấu hổ. Tôi nhìn nó, thấy nó đi theo vòng quay của nó, rồi thành một phần của nó. 10 năm sau gặp lại, nhân họp lớp, hai vợ chồng thằng Tuấn đều đến. Ai cũng ngạc nhiên vì vợ chồng nó chưa từng tham gia buổi họp lớp nào trước đó. Tuấn mập ra, đầu hói bụng phệ, dù chỉ mới trạc ngoài 30, các cô ai cũng chặt lưỡi, tức xẻ. Ôi anh Tuấn ngày xưa đẹp trai thế. Tuấn lắc đầu, ăn nhậu giết nó thành thế. Làm xây dựng mà không ăn nhậu thì đâu có được, phải chịu thôi. Vợ nó tức cái trâu thì ngược lại, trắng trẻo nõn nà hẳn ra. Ôi là mắt, là mũi, cứ gọi là tươi mơn mớn. Mấy ông ngạc nhiên hỏi phải cái trâu đây không? Mày chăm vợ mày kiểu gì thế Tuấn? Mày cho tao về với việc chăm vợ già ở nhà. Tuấn càng được dịp tự đắc, Châu thì vẫn hếch cái mặt lên như ngày xưa. 100% là tự nhiên đấy con bà, không giao kéo sở mỹ gì đâu nhé. Ôi, thế là giàu, có tiền rồi à? Một ông hỏi. Châu mỉm cười, khoe. Không giấu gì cả anh, các chị, anh Tuấn lên chủ thầu xây dựng được 2 năm, em thì có một cơ sở kinh doanh nho nhỏ, cũng gọi là có chút dư giả. Tuấn hỏi tôi, ông giờ làm gì? Tôi đã tuyệt báo. Tuấn hỏi tiếp, mà ăn gì? Kinh tế à? Tôi lắc,
Chị chia tôi lắc. À, hay là cái phóng sự nóng phanh phui một vụ mua bán chân xuyên quốc gia. Tôi đáp lắc nhắc. À thì có chút đi. Tôi cười lớn. Ông giỏi quá, tôi nể rồi đấy. Chắc cảm ơn nhỉ. Thời gian chờ đợi này, tiếp cận này, phục kinh này tôi phải viết sao cho hay, cho thuyết phục người ta nữa. Tôi đỏ mặt. Người ta không quan tâm cái đó ông ạ. Sao cơ? Tôi ngơ ngác. Trong đường dây đó có một cô là ca sĩ nổi tiếng. Thì là tôi phải đến căn hộ nơi cô đã sống trụ lại, hỏi hàng xóm xung quanh với cô ấy cảm nghĩ của họ, thêm muối, dặm ớt, chờ trực bất cứ khi nào cô ta hoặc người nhà cô ta xuất hiện, rồi bung ra hàng loạt nghi án giả định lục lại quá khứ cô ta từng ăn chơi chát tán trước đây. Công chúng quan tâm cái đó thôi. Báo chí cũng là một nghề, mà đã là nghề thì phải há rất tiền. Người ta muốn đọc cái gì thì mình biết cái đó. Tuấn nói, vậy á? Rồi bỏ đi. Ánh mắt nó nhìn tôi cũng khác. Hôm đó tôi bỏ về sớm, nhưng tôi không về thẳng nhà mà đến nhà cô giáo của tôi, giáo sư Lan. Bà ấy không nhận ra tôi là ai, nhưng vẫn mời vào nhà tiếp chuyện. Hồi nãy đi vội quá, tôi quên mất phải mua quà biếu nên ngồi xuống ghế mà cứ sợ sượng sao. Thấy mình vô duyên tợ. Hồi trước em học lớp cô khóa mấy em nhỉ? Tôi nhìn em quen lắm, nhưng không nhớ ra. Em khóa 33, cách này cũng hơn mười mấy năm rồi. Cô vẫn khỏe chưa? Tôi vẫn khỏe, có điều già rồi. Trời trở gió là xương khớp đau nhức, có khi cả ngồi cả ngay chỉ để bóp đầu. Cô còn đi dạy không ạ? Tôi về hưu năm ngoái. Có việc gì mà em lại đến đây? Em chỉ muốn xin nhận một điều thôi. Cô nhìn tôi chờ đợi. Sau hồi đó cô không dẫn dãi sinh viên một tí để tụi nó đợi oán cô. Thật sự rất nhiều người thì rất mong cô. Có phải họ không chịu học hành đâu, nhưng đôi khi chỉ xin sang một chút mà cô cũng không cho vớt. Có người ra trường đi làm 2, 5, 3 năm rồi mà vẫn còn nợ bằng. Cô hay nói sau này ra trường rồi các em sẽ cảm ơn cô. Tại sao vậy ạ? Hôm nay có lẽ là một ngày rất tệ với em nhỉ? Cô mỉm cười, nhấp một ngụm trà. Em biết chuyện những con chim trong lồng không? Những con chim thì liên quan gì ở đây ạ? Em không muốn bài học trên đấy nào nữa. Cuộc đời này đã quá mệt mỏi rồi. Em cũng đã ngoài 30 tuổi rồi. Em chỉ muốn biết tại sao. Ở tòa tháp Vatican. Cô nhìn thẳng vào mắt tôi, nghiêm khắc buộc tôi phải cư xử lịch sự hơn. Người ta có nuôi hai loại chim bồ câu, một bên được tự do bay nhảy, ký hiệu ở chân chiếc xe màu xanh, còn một bên bị nhốt ở trong lồng, ký hiệu chiếc xe màu đỏ. Bên tự do bay nhảy thì điều kiện rất khắc nghiệt, đồ ăn hạn chế, các bữa ăn cũng cách xa nhau hơn. Còn nữa, người ta còn dùng vỏ xịt và đám trẻ con còn ném đá chúng. Ngược lại, bên nhốt trong lồng thì đồ ăn thừa mỡ, chúng ở trong những chiếc lồng đẹp và có mái hiên che. Đến bữa người ta lấy thức ăn đổ vào máng, chúng chỉ việc ăn rồi lăn cành ra ngủ. Những con chim ngoài lồng rất ganh tị với những con trong lồng. Người ta quan sát ghi chép trong vòng 4 tháng. Rồi một hôm, người ta mở cửa lồng trộn chung hai loại bồ câu với nhau. Sau đó họ ùa ra bắt chúng. Và em biết điều gì xảy ra không? Những con chim bồ câu thắt dây màu xanh bay vút lên trời, đậu trên cành nước cao nhìn xuống. Còn những con chim bồ câu thắt dây màu đỏ ngoan ngoãn đứng im để người ta bắt. Chúng quá quen với những chiếc lồng và chuyện sống tiếp ở trong đó chẳng có ý nghĩa gì với chúng cả. Tuy nhiên, có một con trong số chúng đập cánh cố gắng bay nhưng vô ích. Nó quên mất cách bay là như thế nào rồi. Cuối cùng, khi cuộc thí nghiệm kết thúc, tất cả các con chim bồ câu thắt dây màu đỏ đều bị đem đi làm thịt. Em nghĩ em ở đâu? Trong lồng hay ngoài lồng? Cô thấp giọng buồn buồn. Nhưng em thấy đấy, thực tế là tôi cũng không thay đổi được gì. Đó là sau 40 năm đi dạy, tôi mới nhận ra thực sự rất khó phá chiếc lồng nếu những con chim không khao khát tự do. Sau đó, tôi mới dạy cho cô ra về. Tôi hứa sẽ đến thăm cô lần nữa. Trên đường về, tôi cứ đi suy nghĩ mãi. Những con chim trong lồng,
tôi là một con chim châu lồng. Nhưng liệu tôi có muốn thoát ra khỏi cái lồng đó khi mà tôi chẳng biết giới hạn của cái lồng đó đâu? Còn các bạn, các bạn có phải là một con chim trong lồng hay không? Các bạn có biết giới hạn của cái lồng này không? Vậy chắc em là lũ chim trong lồng. Đừng có nản vậy chứ, bây giờ vẫn chưa muộn mà. Một chú chim thông minh bị bắt giữ, chắc chắn nó sẽ biết cách dùng cái mỏ của mình để tháo cửa lồng ra. Dù trong hoàn cảnh nào nó cũng không đầu hàng và muốn được tự do. Mong là qua bài viết này, những chú chim còn ở trong lồng sẽ biết cách mở cửa lồng ra và bay đến nơi mình muốn. Cũng đến lúc phải chào tạm biệt các bạn nghe đài rồi. Chúc các bạn bước vào năm học mới học tập thật tốt và luôn xuất cảnh đội sinh viên tình nguyện nhé. Các bạn ạ, trong thời gian tới, đội sinh viên tình nguyện Học viện Quản lý Giáo dục sẽ hứa hẹn mang lại cho các bạn rất nhiều trải nghiệm mới. Hy vọng rằng các anh chị K6 và các bạn K7 sẽ quay trở lại hoạt động đội. Đây cũng là quãng thời gian gần như cuối cùng mà chúng ta có thể làm việc cùng nhau. Hy vọng rằng mọi người sẽ sắp xếp thời gian của mình để tiếp tục đồng hành cùng đội trong những khoảng thời gian còn lại cuối cùng của thời sinh viên. Đặc biệt, chị muốn gửi tới đôi lời với các bạn K8. Năm nay, các bạn cũng không còn là em út của đội nữa. Các bạn đã là anh chị. Chị mong rằng các bạn sẽ trưởng thành hơn, suy nghĩ chín chắn hơn, chăm chỉ hoạt động hơn để làm gương cho các bạn K9, giúp đội chúng ta ngày càng vững mạnh hơn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại! Chờ may mắn sẽ hiện ra giống như người ta vẫn mơ. Phải cố gắng đi trên con đường chiến thắng, qua trong gai mình sẽ lớn lên từng ngày và sẽ dang rộng cánh bay. Nhiều người xung quanh ta luôn phấn đấu và thời gian trôi đi qua cứ thế có chờ ai đâu. Everybody has a choice. Everybody has a choice. You can do what you wanna do. You're free to choose what's best for you. Everybody has a choice. Ooh, everybody has a choice. All the choices you made yesterday, those may you become who you are today. Hãy bước tới, đi ta đi vào ngày mới. Tương lai đang mở rộng lối đi dùng ta, nếu như ai nhận ra. Điều gian khó, cho ta thêm nhiều gắn bó. Khi chung tay là sẽ có thêm nhiều ngày yêu thương trong tầm tay. Nhiều người xung quanh ta luôn phấn đấu và thời gian trôi đi qua cứ thế có chờ ai đâu. Everybody has a choice. Everybody has a choice. You can do what you wanna do. Choose what's best for you. Everybody has a choice. Ooh, everybody has a choice. All the choices you made yesterday, those make you become who you are today. Everybody has a choice.
all the choices you made yesterday, those made you become who you are today. Everybody has a choice, everybody has a choice. You can do what you wanna do, feel free to choose what's best for you. Everybody has a choice, ooh, everybody has a choice. All the choices you made yesterday, those made you become who you are today.